Ok, thì đây là một cái video bonus thêm về việc sử dụng môi trường trong trận chiến Pokemon. Và nếu các bạn muốn theo dõi những video thông tin cơ bản về chiến thuật, chẳng hạn như trò chơi đặt bẫy, cụ nhây đến cùng, hay tại sao cùng một Pokemon mà con của mình lại thua con của người ta nhỉ? Hay muốn nhẹ nhàng chiêu chiêu là ấp trứng để có một Pokemon vừa hiếm vừa mạnh, thì đừng quên nhấn like và subscribe để đón chờ những video tiếp theo trong chuỗi series Cẩm Nang Trainer nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ở Gen 9 này thì môi trường điện có một khía cạnh khá đặc biệt. Đây là sân chơi của những Paradox đến từ tương lai. Đứng đầu những Pokemon Paradox xa xôi 1 tỷ năm sau, đó chính là Miraidon. Với đặc tính độc quyền của mình, Hadron Engine, giúp cho Miraidon gọi ra được môi trường điện mỗi khi tiến vào sân đấu. Đặc tính này đồng thời giúp cho nó tăng 33% sức tấn công đặc biệt. Và việc tăng sức mạnh này vẫn hoạt động ngay cả khi Pokemon không chạm đất. Chiêu thức độc quyền của Miraidon là Electro Drift. Mang hệ điện nên trong môi trường nó sẽ được tăng 30% sức mạnh. Bên cạnh đó thì chiêu này cũng sẽ giống với Coraidon, sẽ tăng thêm 33% sát thương nếu đối thủ sợ hệ điện, cụ thể là hệ nước và hệ bay. Thành ra thì với nhiêu đó dùng sát thương thì không ai dám cho Pokemon hệ nước hoặc là bay hoặc là Pelipper ra trước mặt Miraidon đâu. Trong môi trường điện thì đặc tính của đàn em Paradox tương lai Quark Drive được kích hoạt. Đặc tính Quark Drive khi ở trong môi trường điện hoặc Pokemon đang cầm trang bị Booster Energy tiến vào sân đấu, lập tức tăng 30% chỉ số cao nhất mà Pokemon đó có. Nếu Pokemon đó có chỉ số tốc độ là cao nhất thì chỉ riêng tốc độ sẽ được tăng 50%. Nếu Pokemon đó có hai chỉ số cao nhất bằng nhau thì sẽ theo thứ tự tăng từ Attack đến Defense, rồi Special Attack, rồi tới Special Defense và cuối cùng mới là Speed. Vậy thì những Pokemon Paradox nào sẽ được chú ý trong môi trường điện? Lưu ý thì đây không phải là bảng xếp hạng nhé. Paradox tương lai có khá nhiều thành phần đáng sợ. Đầu tiên phải kể đến Iron Morph. Với chỉ số tấn công thiên hẳn về đặc biệt 140, phòng thủ và tốc độ cùng là 110, nó chỉ sợ những Pokemon tấn công vật lý vì phòng thủ vật lý của nó chỉ có 60 mà thôi. Nhưng mà như vậy là quá đủ, vì Game Freak đâu chơi tất cả đâu. Mang hệ độc và lửa, tuy khiến cho nó bị nhân 4 sát thương bởi hệ đất và nhân 2 bởi hệ đá, nước cùng với siêu linh. Bù lại thì nó kháng được đến 8 hệ là lửa, cỏ, băng, sát đấu, độc, bọ và thép. Nhiều quá. Đồng thời thì bộ chiêu thức của nó cũng đa dạng các hệ như là Discharge, Bug Burst, Hurricane, Dazzling Gleam và Energy Ball. Do đó thì tầm gây sát thương của Iron Morph cũng rất rộng. Khi nhận thêm được buff từ Ability Quark Drive thì những đòn này sẽ càng thấm thía hơn. Nhưng mà lý do Iron Morph vẫn không quá nổi như là Volcarona vì nó không học được Quiver Dance. Chiêu thức giúp cho Volcarona nhanh hơn, đánh đau hơn và trâu hơn. Nên là nhìn vào cái dòng họ của Volcarona, ta có thể rút ra một bài học rằng bỏ qua quá khứ, đừng nói về tương lai, hiện tại vẫn là quan trọng nhất. Tiếp theo, chúng ta nói đến Iron Hand. Vâng, đúng là chỉ số tốc độ của Iron Hand chỉ có 50, nhưng đó không phải là vấn đề, vì với tốc độ này nó sẽ trở nên rất ao trình trong Trick Room. Nó là một là cực nhanh, hai là cực kỳ chậm. Để dành những chỉ số đó dồn hết vào tấn công vật lý, và đặc biệt hơn là sinh lực của nó 154. Phòng thủ vật lý của nó cũng cao, khiến cho nó trở nên khá là trâu bò. Và vì đặc tính Quark Drive không tác động lên chỉ số sinh lực, nên là chỉ số mà nó được tăng 30% sẽ là chỉ số tấn công. Và với sức tấn công cơ bản vốn đã 140, đã quá mạnh, thì rất dễ hiểu tại sao Iron Hand trở nên rất phổ biến không chỉ trong đấu trường, mà còn là trong những Terra Raid sự kiện 7 sao. Với khả năng dùng sát thương cực lớn từ việc học được Pelidrum, nhờ lợi thế về sinh lực cao và phòng thủ cũng tốt, nên sẽ giúp cho Iron Hand trụ lại và kết liễu được khá khá đối thủ. Đồng thời thì phép cao cũng sẽ giúp cho Iron Hand ngăn chặn những đối thủ có tốc độ cao hơn mình trong một trận đấu đôi. Bởi chiêu thức của Iron Hand cũng rất đa dạng, từ những chiêu mạnh cùng hệ như là Close Combat, Wild Charge, đến những chiêu khác hệ như là Ice Punch, Play Rough, Iron Head, Rock Slide và Earthquake. Nhờ đó thì việc gây sát thương của Iron Hand cũng trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Tiếp theo sẽ là Iron Bundle. Chỉ số của Iron Bundle nó cứ lên xuống thất thường thiệt, nhưng mà những chỗ cần lên thì nó lên rất hợp lý nha. Lên như diều gặp gió. Chỗ chướng ý là tuy sinh lực có 56 thấp chủng, phòng thủ cũng 60 thấp luôn, cho nên ai mà đè cái điểm yếu này ra mà phan á thì chết thằng nhỏ là cái chắc. Nhưng bù lại tốc độ 136 là tốc độ nhanh nhất trong dàn Paradox Pokemon, và chỉ số tấn công đặc biệt đáng sợ không kém là 124. Vậy là quá đủ khiến cho nó trở thành một sweeper đặc biệt tiềm năng rồi. Chiêu thức không thể thiếu của Iron Bundle đó chính là Free Dry, giúp cho nó tăng tầm bao quát sát thương hơn vì có thể gây thêm sát thương cho hệ nước.
Một bể chiêu thức đa dạng không chỉ gây sát thương cao mà còn hỗ trợ đồng minh với Chilling Water, gây sát thương và luôn giảm một bậc tấn công của đối thủ. IC Wind cấu máu và luôn giảm tốc độ. Helping Hand tăng sức mạnh của đồng minh ở trong đấu đôi. Taunt ngăn không cho đối thủ xài chiêu hiệu ứng. Flip Turn tận dụng Staff và đảo đồng đội ra sân. Nhưng mà nỗi sợ của Iron Bundle đó là bẫy đá tàng hình, nên trang bị Heavy Duty Boost sẽ phù hợp cho những ai muốn chơi chiến thuật an toàn. Còn không thì Choice Spec sẽ là lựa chọn không hề tồi nếu bạn muốn đi theo hướng dồn sát thương đặc biệt là chủ yếu. Nhờ vào Quad Drive thì tốc độ của Iron Bundle trong môi trường điện có thể out trình rất nhiều Pokemon khác và toàn bộ dàn Paradox Pokemon luôn. Nên cầm Choice Spec sẽ tăng thêm độ đau cho những đòn chiêu thức mạnh như là Free Dry, Ice Beam và Hydro Pump. Còn kế tiếp là Iron Trash. Đầu tiên nói đến Iron Trash, phải nói đến song hệ đất và thép. Iron Trash sợ 4 hệ bao gồm lửa, nước, giác đấu và đất. Đổi lại thì nó có thể kháng được 8 hệ và miễn nhiễm sát thương từ 2 hệ là điện và độc. Nhờ đó mà khả năng chống chịu của nó tốt hơn Kratos khá là nhiều. Bộ chỉ số của nó cũng ít màu đỏ hơn vì được bù qua mảng phòng thủ đặc biệt một ít, giúp cho nó trụ sân lâu hơn. Đồng thời tốc độ 106 là tốc độ đáng mơ ước của rất nhiều Pokemon mang hệ đất và thép khác, giúp cho nó nhanh chóng set up bẫy đá, đồng thời cũng có khả năng phá cạm bẫy của đối phương, sau đó tăng một bậc tốc độ nhờ có Rapid Spin. Knock Off sẽ vô hiệu hóa trang bị, gây rối chiến thuật cho đối thủ. Trang bị phù hợp với Iron Trash có thể kể đến Assault Vest. Vì khi nhận được 50% buff chỉ số phòng thủ đặc biệt, Iron Trash đã có thể lấp đầy khuyết điểm của mình và tập trung vào sát thương với Iron Head, Earthquake, Rapid Spin và Knock Off. Còn nếu bạn muốn Iron Trash đi theo hướng trụ sân lâu hơn và gây rối hơn thì có thể cho nó cầm Leftover, tập trung sức mạnh vào chỉ số phòng thủ đặc biệt và phá bỉnh bằng Stealth Rock, Knock Off, Rapid Spin và Earthquake. Iron Valiant là Pokemon tương lai cầm phóng lợn với song hệ tiên và giác đấu. Nghĩa qua bộ chỉ số của nó một chút thì Iron Valiant có một bộ chỉ số phù hợp về cả mảng vật lý và đặc biệt. Song hệ tiên và giác đấu sẽ khiến cho Iron Valiant sợ 5 hệ. Tuy nhiên thì phòng thủ không phải là vai trò của Iron Valiant, mà tấn công mới là thế mạnh của nó. Và song hệ tiên giác đấu là song hệ không thể nào phù hợp hơn, khi mà hệ tiên là một trong những hệ mạnh nhất game bây giờ, với khả năng càng quét khá nhiều đối thủ phổ biến trên chiến trường, đặc biệt là miễn nhiễm luôn với hệ rồng. Giác đấu cũng là một hệ có khả năng tấn công bao phủ rộng khi mà gây sát thương hiệu quả lên tận 5 hệ. Cả hai hệ tiên và giác đấu đều có những chiêu thức ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt đều mạnh, nên rất phù hợp cho các bạn nếu muốn sử dụng Iron Valiant trong mọi vai trò. Nếu mà chúng ta hời hợt nhìn sơ qua bảy chiêu thức của nó thì cũng đủ thấy là Iron Valiant có rất nhiều chiêu thức khác hệ nhau, trải rộng từ hệ điện như là Thunderbolt hoặc là Thunder Punch để đối phó với những Pokemon như là Covenant, Pelipper hay là Dondozo, Psyshock, Psycho Cut hay là Zen Headbutt để ngăn chặn Clotsire. Thậm chí nó còn có thể học được cả Calm Mind và Sword Dance để cho người chơi hai hệ không phải đau đầu. Điểm yếu của Iron Valiant đó chính là phòng thủ đặc biệt, nên là rất khó trụ vững trước những đối thủ thiên về mảng đặc biệt như là Volcarona hay là Gengar và vân vân. Nên việc tập trung chỉ số ở mảng tốc độ, sau đó nhận thêm buff tốc độ từ đặc tính Quad Drive sẽ giúp cho Iron Valiant tỏa sáng ở cuối trận đấu khi mà đối phương đã bị cấu rỉa kha khá lượng máu rồi. Đáng ra thì Pokemon tiếp theo được chú ý phải là Iron Leaps, cũng giống với là Walking Way ra mắt cùng thời điểm chứ. Nhưng mà có cố gắng cách mấy thì Iron Leaps cũng sẽ không thể nào bằng Walking Way được. Bởi vì sao? Đầu tiên là song hệ cỏ và siêu linh khiến cho nó sợ hệ bọ gấp 4 lần, nghĩa là một chiêu U-turn cũng đủ làm cho nó hấp hối. Sợ thêm hệ bóng tối, trong khi King Gambit lại quá phổ biến ở thời điểm hiện tại. Còn sợ thêm hệ lửa, băng, độc, bay, ma. Chán ghê chưa? Ok, chiêu thức thì cũng được. Khi có Sword Dance, Night Slash, Sacred Sword, nhưng trước khi tung chiêu đều phải dè chừng Sucker Punch của King Gambit hoặc là Melscarada. Chiêu độc quyền của nó tăng 50% sức mạnh trong môi trường điện, nhưng mà môi trường điện hiện tại không quá phổ biến và Pokemon set up được môi trường điện bây giờ chỉ có Pinkerton mà thôi. Nhưng mà Pinkerton làm sao đấu lại về sức mạnh và độ phổ biến của các đội hình thời tiết như là mưa và nắng. Thành ra thì Iron Leaps mạnh thì có mạnh, nhưng mà sinh ra nhầm thời và chọn nhầm hệ để kết hợp luôn. Quá là may mắn luôn. Và đó là một số thông tin kèm theo về môi trường điện và những Paradox tương lai ở thế hệ thứ 9 này. Các bạn có suy nghĩ gì? Còn Paradox nào hữu dụng nhất thời điểm hiện tại? Hãy cho mình biết bằng những cuộc tranh luận ở dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên mục sau. Bye bye!